Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, an lập vô lượng vô số hữu tình, khiến họ trụ vào sáu pháp ba la mật đa, cho đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà. Như vậy, Bồ Tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Hết quyển thứ 487